Lạy mẹ Maria, khi dư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2022 và cũng là chương trình lần thứ 1095 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tiểu sử của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục, sinh năm 1793 và mất năm 1857. Từ ẩn sĩ đến tử đạo, khởi đầu là vị ẩn tu, kết thúc là vị tử đạo, hai hình ảnh như có vẻ khác biệt nhau. Nhưng đối với Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, điều quan trọng đâu có phải là hình ảnh, mà là lối sống, mà chính là niềm tin. Thiên Chúa là tất cả, lối sống có thể thay đổi nhưng niềm tin mới là nền tảng chính yếu. Chính niềm tin đó đã dẫn dắt cuộc đời của Thánh Phaolô Tịnh từ một vị ẩn sĩ trở thành một vị linh mục nhiệt thành truyền giáo, một giáo sư tận tụy và sau cùng đến phúc tử đạo vinh quang. Thời trước nói về sự vui vẻ sầm uất, người ta có câu thứ nhất thiên đàng, thứ nhì tràng vĩnh. Đó là một nơi ở cuối tỉnh Nam Định, giáp danh Ninh Bình. Nơi đây đã hun đúc cha Phaolô Lê Bảo Tịnh thành con người thánh thiện. Cũng chính nơi đây cha được vinh dự làm bề trên, và cũng tại Vĩnh Trị, xác cha thánh được chôn cất trong nhà thờ Thánh Phêrô. Cha Tịnh sinh năm 1793 tại xã Trinh Hà, huyện Hoàng Hóa, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình công giáo và có 6 anh em. Cha Tịnh là người thứ 3. Năm 12 tuổi, cậu Tịnh đến ở với cha Rệ tại xứ Bạch Bát, học chữ Nho 3-4 năm, rồi vào trường Kẻ Vĩnh học Latinh. Người không thông minh như chăm học và xem sách nhiều, nên về sau trở thành người thông thái biết nhiều. Dưới thời cha bề trên Harvard, sau làm đức cha, các chú thi nhau hãm mình tập nhân đức. Điểm đặc biệt trong đời sống của chú Tịnh là muốn bắt chước các thánh, nên đã vào tu trong rừng. Nhưng một năm sau, đức cha bắt về dạy học trong chủng viện, đồng thời học lý đoán sửa soạn chịu chức. Đức cha Harvard đã cậy nhờ thầy Tịnh 2 lần sang Macau để đưa các thừa sai về Việt Nam và lãnh đồ tiếp tế cho địa phận. Lần thứ nhất, người đưa 3 thừa sai là cha Ru, cha Rethord và cha Corney. Lần thứ hai, khi người mang đồ về tới La Phù thì bị tụi tàu ô cướp hết. May nhờ mặc áo tàu, dóc tóc đuôi sam, nói tiếng An Nam lớ ngớ như khách nên mới được khỏi chết. Về tới cửa biển, thầy Tịnh làm đơn kiện lấy lại được các đồ bị cướp. Lần này thầy ở Macau 1 năm và có dịp xem nhiều sách. Đặc biệt có một đêm, Đức Mẹ hiện ra nói với thầy rằng: "Phaolô, Phaolô, khi về Việt Nam con sẽ phải chịu khổ vì đạo." Thầy không tin, tưởng là mỹ nhân nào đến cám dỗ, nên thầy hỏi lại bằng tiếng Latinh, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa. Hỏi tiếng nào thì Đức Mẹ trả lời bằng tiếng ấy: "Ta là Đức Bà Maria." Dù vậy thầy Tịnh vẫn không tin,
cho đến khi bị bắt ở Thạch Tổ vào năm 1841. Sau khi ở Macau về lần thứ hai, Đức Cha sai thầy Tịnh đi truyền giáo ở Lào. Thầy khuyên được một nhà sư và nhiều người khác trở lại đạo. Sau đó thầy về xin Đức Cha sai thêm người. Trên đường về, thầy ghé lại nhà cha mẹ, nhưng trá hình không ai hay. Lúc này vào năm 1838, Trịnh Quang Khanh đang truy lùng các thừa sai rất gắt gao. Đức Cha Hava trốn ở rừng Bạch Bát và chết tại đó. Cha Rơ Thor được chỉ định lên thay. Năm 1840, Đức Cha Rơ Thor sai thầy Tịnh sang Ma Cao lần thứ ba để chở đồ và đưa thừa sai Tai Lan Die về Kẻ Vĩnh. Sau khi về nước năm 1841 được vài tháng, có một lần thầy Tịnh đi dạy bồn đạo ở Thạch Tổ, xứ Kẻ Đầm, bị Lý Trường bắt tại nhà ông Nhiêu Ba, thầy bị đưa lên giam ở Hà Nội. Trong khi chờ đợi các quan lớn tại công đường, các viên thơ lại ngồi chửi rủa mắng nhiếc thầy, vì trông thấy thầy ăn mặc sơ sài, cổ lại đeo gông. Thầy Tịnh im lặng hồi lâu rồi mới quay lại hỏi: "Các ông chửi ai?" Một viên thơ lại trả lời: "Chúng tao chửi mày chứ còn ai vào đây nữa. Tôi có tội thì tội với vua quan, chỉ có vua quan mới làm án cho tôi được. Nào tôi có tội gì với các ông mà các ông chửi tôi?" Mấy viên thơ lại nghe thầy nói vậy thì giận dữ xông tới định đánh thầy một trận, nhưng thầy Tịnh gọi to mời quan án ra, ông thông phán phải đến xin, thầy Tịnh liền tha cho họ ngay. Các quan lớn vào công đường bắt đầu cuộc tra tấn, bắt thầy quá khóa bỏ đạo. Thầy nhất định không chịu nên bị nọc ra đánh thẳng tay. Thầy không sợ bị đòn, chỉ sợ bị đánh đòn nhiều quá chết mà không được chịu án tử, nên thầy nghĩ ra một kế, ngoái cổ lại nói nhỏ với bọn lính: "Các anh ăn cơm nhà vua mà ba quan lớn dậy đánh đòn tôi, các anh lại đánh như gãi ngứa vậy." Ba quan lớn thấy thầy ngoảnh cổ nói cái gì với bọn Lý Hình nên hỏi bọn chúng. Các Lý Hình giơ roi đã đẫm máu lên và phân phô: "Các quan xem chúng tôi đánh thẳng tay như vậy mà tên tù này còn kêu là đánh không đau, như gãi ngứa vậy." Quan thượng thấy vậy thì biết người này gan lì lắm, nên không tra tấn nữa. Thầy bị các quan gọi ra công đường nhiều lần để tra hỏi về các việc đạo. Có lần quan lớn hỏi thầy tại sao người ta lấy 2-3 vợ mà chưa cho là đủ, trong khi các cụ đạo không lấy vợ mà nhịn được. Thầy Tịnh trả lời: "Bẩm quan lớn tha phép, tôi xin cắt nghĩa thế này. Những kẻ lấy vợ chẳng khác gì người hút nha phiến. Họ lấy thuốc ấy làm ngon, rồi không bao lâu thành nghiện muốn hút thêm mãi. Còn những người không hút bao giờ, không những là không thèm mà hễ ngửi mùi hơi thuốc còn lấy làm khó chịu nữa. Cũng vậy các đạo trưởng, đạo đồ không lấy vợ, không chơi bời về đàng ấy bao giờ, cho nên không say mê sắc dục, trái lại còn chê ghét và xa tránh. Hơn nữa trong sách viết chữ nhân, tức là người có hai nét, thêm một nét ngang là chữ đại, nếu thêm một cái chấm vai là bốn nét, thành ra chữ khuyển tức là chó." Các quan vừa nghe đến đây thì giận tím mặt, lấy thước tay đập ngay vào mặt thầy Tịnh, trúng vào miệng thầy làm gãy một cái răng. Thầy Tịnh ngã lăn ra đất, máu me chảy ra, quan gọi không thưa không dậy, cố ý xem các quan bàn tán gì. Một lúc sau thầy Tịnh mới đứng dậy nói với quan rằng: "May phúc cho quan lớn vì tôi có đạo, hiền lành lương thiện. Nếu như tôi là thằng tướng giặc, lấy gông húc vào thì quan lớn đã vỡ đầu ra rồi. Tôi có nói điều gì vô phép hay không phải thì quan lớn quở trách và đánh đòn, chứ sao nổi nóng đánh tôi bằng thước." Trong suốt 7 năm trời dưới thời Thiệu Trị, các quan làm án xử tử thầy Tịnh và đưa vào kinh, nhưng triều đình không xử người có đạo. Thầy Tịnh phải giam tù khổ sở, vừa đeo gông xiềng vừa nghe những lời tục tằn của các tù nhân.
nỗi khổ vừa thể xác vừa tinh thần. Trong thư viết ngày 20 tháng 4 năm 1843 gửi cho các chú nhà trường, thầy Tịnh viết: "Nhà tù này thật đúng là một hình ảnh sống động về hỏa ngục. Ban ngày vai mang gông, cổ đeo xiềng, đêm phải xỏ cùm, tai hằng nghe những lời chửi rủa tục tằn, mắt hằng xem những sự dữ độc ác gớm ghiếc, nói ra chẳng đáng. Hơn nữa phải giam cầm trong tối tăm, chẳng thấy mặt trời mặt trăng bao giờ. Mùa đông thì chịu giá rét, mùa hè chịu nóng bức, mũi rệp, bọ mát cắn đốt chẳng để yên chút nào. Cả đêm chỉ thức không ngủ được, phần vì cùm chặt, phần vì mỗi lần giao canh lính đánh mõ inh ỏi. Ngoài ra thầy Tịnh còn phải chịu đựng những nỗi cô đơn không người trò chuyện, không được dự lễ xưng tội và rước lễ như ở trong nhà trường. Nhưng thầy vẫn quyết tâm chịu mọi sự khổ cực thiếu thốn vì Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu là Cha rất nhân lành, là đấng tôi quyết tâm kính mến hết lòng hết sức cho đến hết hơi." Năm 1848, vua đổi án thành lưu đày trung thân ở Phú Yên. Thầy lên đường cùng với cha Khanh cũng bị án phát lưu. Tới Huế, hai tù nhân phải chờ gần 2 tháng để nhập bọn với các tù nhân khác, cũng phải đi đày ở Phú Yên. Trong thời gian ở Huế, có một vị lão quan hồi hưu bị đau mắt gần hư. Nghe biết có cụ đạo và thầy giảng thì đến xin thuốc vì họ tin các cha có thuốc thần hiệu. Cha Khanh và thầy Tịnh chối dài, nói rằng mình không làm thuốc mà chỉ lo giảng đạo Chúa thôi. Ông quan không nghe, cứ năn nỉ buộc lòng thầy Tịnh biết được bài thuốc nào thì mách cho ông. Thầy Tịnh ghi ra cho ông rồi liên lỉ đọc kinh cầu nguyện để Chúa cứu chữa. Ông này được khỏi đau mắt, khiến tiếng đồn lan rộng giữa các quan. Trong bộ có một quan trẻ tuổi làm ngự sử, cũng bị đau mắt kinh niên, tên là Nguyễn Đình Tân, tức là Hưng, cũng đến xin thuốc. Thầy Tịnh ghi cho ông một bài thuốc, và ông uống vào cũng được khỏi bệnh. Ông Tân mang đến 10 lượng bạc, 2 vòng tay bạc và 1 cân chè để tạ ơn. Thầy Tịnh không nhận, nói rằng: "Bẩm quan lớn, chúng tôi thấy quan lớn thoát nạn thì mừng, song chúng tôi làm thuốc không có lấy tiền, chỉ có ý làm phúc thương người nghèo khổ, vậy không dám lấy tiền bạc của quan, còn cân chè quan lớn ban thì xin lĩnh cho vừa lòng quan. Quan lớn đã biết chúng tôi không có tội gì, không có ăn cướp, sát nhân, không làm giặc ngụy, nhưng phép vua và triều đình bắt tội chúng tôi vì theo đạo Thiên Chúa. Quan lớn còn thanh niên giỏi giang, sao sẽ làm lớn? Khi quan lớn đi trọng nhậm nơi nào thì xin thương kẻ có đạo với." Ông Tân đã chỉ trời mà thề sẽ giữ điều này. Hôm xuống tàu ở cửa Thuận An để đi Phú Yên, có một thơ lại cầm giấy điểm tù đến tên thầy Tịnh, thì thêm câu: "Tòng gia tô tả đạo." Thầy Tịnh cứ ngồi yên dù quan gọi 3-4 lần. Quan nóng giận quát lên: "Thằng nào láo gọi mà không thưa?" Bấy giờ thầy Tịnh mới thưa: "Tôi đây, tôi không thưa vì ông gọi tôi là người theo tả đạo. Đạo tôi là chính đạo, có tam cương ngũ thường rõ ràng. Bao giờ ông gọi là theo đạo gia tô, bỏ chữ tả đạo đi thì tôi mới thưa." Quan phải chịu làm theo. Cuối năm 1848, vua Tự Đức lên ngôi, liền ban ân xá cho các tù lưu đày được về quê quán. Thầy Tịnh được về lại chủng viện và đức cha giết lợn ăn mừng. Đức cha gọi thầy Tịnh lên ở Hoàng Nguyên học tập làm lễ, và trong vòng 1 tuần thì phong chức linh mục cho thầy Tịnh. Lúc ấy thầy đã 56 tuổi. Ngay sau khi thụ phong, cha Tịnh được đức cha đặt làm bề trên trường Kẻ Vĩnh và dạy học lớp nhất. Từ năm 1849 đến năm 1852, sau đó đức cha đặt bố Nê Rông Bắc làm bề trên, cha Tịnh xuống dạy tràng hai. Đến năm 1855, đức cha sai cố Nê Rông đi coi sứ Đoài và đặt cha Tịnh làm bề trên Kẻ Vĩnh.
thì quan Nguyễn Đình Tân cũng được bổ nhiệm làm tổng đốc Nam Định. Cha Tịnh đến thăm và đi lại nhiều lần để trả ơn, quan cho cha Tịnh một giấy phép riêng mà không báo cho các quan khác để mở nhà trường dạy học và làm thuốc để sinh sống. Quan thượng cũng xin cha Tịnh cho biết các nơi có đạo để bao che khi các quan khác muốn bắt bớ. Cha Tịnh có lòng thương học trò và học trò cũng quý mến năng xưng tội với người. Cha Tịnh cũng tổ chức nhiều cuộc thi cho các chú chăm chỉ học và thi đua nhau nên thánh. Nhà tràng Vĩnh Trị thật là sống động. Ngoài ra cha Tịnh còn được chỉ định đi giảng các ngày lễ trọng ngoài nhà xứ, tài giảng dạy và nhân đức thánh thiện đã lôi kéo nhiều người đến nghe và vào trong nhà trường xưng tội. Cha Tịnh hay giảng về bốn sự sau là tứ chung, và trong tuần đại phúc buổi chiều, người giúp ăn năn tội rất khéo đến nỗi ai cũng chảy nước mắt và muốn tham dự. Không may, vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 1857, hai cha Kỳ và Hảo về phát diệm mở lễ lớn khiến bên lương đồn lên rằng nhà đạo mở cờ khao quân. Các quan tỉnh Ninh Bình đem quân vây nã, nhưng hai cha đã đi khỏi, chỉ bắt được mấy người đầu mục. Mấy người này lại khai rằng hai cha có về nhưng đã trở lại Kẻ Vĩnh rồi. Quan đầu tỉnh Ninh Bình viết giấy sang xin quan tổng đốc và các quan Nam Định bắt đạo trưởng. Các quan định ngày 27 tháng 2 sẽ đến vây Vĩnh Trị. Quan tổng đốc Tân giữ lời hứa, cho gọi một người công giáo tên là Trinh đến để báo cho cha Tịnh kịp thời cất giấu các đồ quốc cấm. Ông Trinh gặp thầy tự ở Kẻ Vĩnh lên, liền báo ngay. Thầy tự trở về đến cầu Tranh bị đau bụng không thể đi được, phải nằm ngay ở đường. Vì thế trong Vĩnh Trị không ai hay biết gì cả. Lúc 8 giờ sáng thứ sáu, Đức Cha Liêu, Cố Đoài, Cố Ven và các học trò vừa ăn cơm xong thì được tin báo có quân lính trên tỉnh về vây. Cha Tịnh lĩnh ý Đức Cha một mình đứng ra gánh chịu, còn các cha đi trốn xuống các hầm trú bí mật. Phán Trứ và quan Phủ Nghĩa Hưng đem 130 quân lính đến làng, đóng quân ngay nhà thờ Đức Bà ở đầu làng. Cha Tịnh cho người ra mời các quan vào nhà và xin ra lệnh cho các lính đóng yên một chỗ. Các quan đến bất ưng bắt được nhiều đồ lễ, đồ tây. Cha Tịnh mời uống trà rồi trình giấy phép mở trường cho các quan xem. Các quan nắm lấy giấy rồi nói, quan lớn cho phép mở trường dạy học, chứ có cho dạy đạo đâu. Xin cụ ra ngoài tỉnh với chúng tôi. Cha Tịnh nói họ đem người đi với một vài tang vật là đủ rồi. Họ liền lấy một áo lễ, mấy quyển sách Latin và bắt cha Tịnh làm giấy ký nhận các nhà và học trò. Cha Tịnh xin phép đi đọc kinh trước khi lên đường. Đọc kinh xong, cha Tịnh theo các quan đi. Cha còn nói to cho các chú nghe, chúng con nghỉ lại bằng yên, lần này cha đi có khi không về nữa, ai muốn phúc tự quỳ đạo thì đi với cha. Quan cũng bắt Chánh Phó Lý, Huy và Trân với thầy Lương đi theo. Khi quân lính rút lui rồi, Đức Cha Liêu cho người đi chuộc ở Phủ Nghĩa Hưng ngay và dặn nếu không xong thì lên tỉnh báo trước cho quan thượng. Quan thượng đâu có ngờ là cha Tịnh bị bắt có tang vật, nên khi cha Thu đến đưa tin, ông liền nói trấn an người, cha yên trí đi, ta sẽ lo liệu, cha Tịnh lên tỉnh thì sẽ ăn mừng lễ lục tuần của ta. Nhân thể cũng hay, mà cha Tịnh đừng về Vĩnh Trị nữa. Phán Trứ giữ cha Tịnh ở Phủ Nghĩa Hưng một đêm, rồi hôm sau mang về tỉnh cùng với giấy tờ của quan thượng. Quan thượng Tân trông thấy giấy thì biết mình bị mắc kẹt, nên nói rằng đau không thể gặp được, xin mang sang quan án. Cha Tịnh bị giam ở trại Lá, cạnh dinh quan án. Đến chiều cả ba quan họp lại và đưa cha Tịnh ra công đường. Quan án và quan bố coi giấy tờ rồi nhấc lên nhấc xuống, làm ra như giấy đó phải mất nhiều tiền. Các quan chỉ hỏi một điều
là cha Tịnh có bằng lòng quá khóa không? Cha Tịnh ngước nhìn các quan khẳng khái thưa: Thưa ba quan lớn, tôi là đạo trưởng mà quá khóa thì còn kẻ là đạo trưởng làm sao được? Xin quan lớn chiếu theo luật mà khép án, vì tôi thà chết chẳng thà chối đạo. Quan bố lên tiếng: Cờ bí thí xe, cha có xuất giáo thì mới cứu được thân. Cha Tịnh cương quyết nói: Bẩm quan lớn, trưởng đạo không bao giờ xuất giáo, vì nếu làm đạo trưởng mà chối đạo thì còn ai theo, ai giữ đạo nữa. Quan Thượng Tân biết không làm gì hơn được, thì ra lệnh giam cha Tịnh ở trại Võ Lâm, chứ không giam ở trong ngục thất. 4 năm ngày sau, các quan hiệp nghị lần nữa, và hỏi cho có lệ xem cha có bước qua ảnh không. Quan lại truyền cho cha kê khai lý lịch, người cứ sự thật khai hết là đã đi học, đi tù và được tha làm đạo trưởng. Quan Thượng Tân khuyên người đừng khai làm đạo trưởng, vì nói câu ấy ra thì không thể gỡ được nữa. Cha Tịnh một mực xin các quan chiếu luật làm án, còn việc chữa lại theo ý quan thì không được. Chính quan thượng tự tay viết bản án như lời cha khai và thêm: Cụ đã ngoài 80 tuổi, nên theo phép nước không nên ra hình, xin lưu giam ở Nam Định. Bản án của quan thượng bị triều đình bác bỏ và vua Tự Đức phê. Lê Bảo Tịnh khi trước đã có tội, đã được ân xá về, mà còn cả gian làm đạo trưởng, cho nên là đứa tái phạm thì phải tốc hành trảm quyết. Trong tù, cha không bị tra tấn, đánh đập, mà chỉ phải mang gông và xích. Sau khi bị khép án, cha bị giam ở trại vệ, không khổ như ở trong ngục thất. Chánh Phó Lý và Thầy Lương đều một mực xưng đạo, nên cũng bị giam nhưng ở chỗ khác. Trong tù có một số người Công giáo bị bắt vì đánh tháo cha Trạc. 5-6 người đã chối đạo được cha Tịnh khuyên bảo trở lại. Cha Tịnh còn cho tiền giúp các người Công giáo bị giam đã hơn 7 tháng. 12 ngày trước khi bị đem đi xử, cha Tịnh viết một lá thư thăm hỏi và khuyên bảo các thầy giáo và học trò. Cha lấy lời Đức Mẹ trong kinh ngợi khen mà ca tụng Chúa, rồi xin mọi người cầu nguyện. Cha viết như sau: Rầy cha đã vào chốn chiến trường thì phải nhờ đến chúng con hỗ trợ. Cha xin chúng con lấy lòng sốt sắng cầu xin Chúa làm cho trọn việc người đã cho phép xảy ra, là dùng cha mà xưng đạo thánh trước mặt thiên hạ và đổ máu ra vì người. Tiếp theo cha lấy sự tích các tông đồ đi thuyền qua hồ với Chúa, nhưng Chúa ngủ khi hồ nổi sóng, và khi Chúa giơ tay thì sóng gió im ngay. Cũng vậy, bây giờ những người có đạo phải bắt bớ chịu nhiều sự khốn khó, dường như Chúa Giêsu đang ngủ vậy. Chẳng bao lâu người sẽ trỗi dậy cứu chúng ta và làm cho những sự khốn khó trở nên sự tốt lành, sự lo buồn thành niềm vui sướng. Đức Chúa Trời khôn ngoan vô cùng, từ bi nhân lành, có ý để cho ta chịu sự khó, để thử xem ta có thật lòng kính mến người không. Người là cha sửa dạy con cái cho con cái được ích, chứ không để con cái phải thiệt. Vì phúc tử đạo là ơn Chúa ban cho những ai có lòng mong ước, có lòng khiêm nhường thanh sạch, ai có lòng ao ước thì cũng đẹp lòng Chúa. Cha Tịnh còn dùng hình ảnh thành Jerusalem có 12 cửa để khuyên bảo họ, dù không vào được cửa đó là tử đạo thì cũng phải ra công gắng sức vào cho được qua 11 cửa khác, vì vào cửa nào cũng được xem thấy mặt Đức Chúa Trời. Cha Tịnh viết tiếp về việc cha rơi vào tay kẻ dữ không phải là tình cờ, nhưng là do thánh ý Chúa đã định, nên cha hằng tạ ơn Chúa và xin người che chở các giám mục, linh mục, các người nhà Chúa và chúng con được bằng yên, được tập tành nhân đức, được nên lành nên thánh mỗi ngày một hơn, cho đạo Chúa được thịnh đạt trong địa phận, được sáng ra và được thêm đông số càng ngày càng nhiều. Sau 38 ngày ở trong tù, án của bộ ra tới tỉnh lúc sáng sớm. Quan thượng mở xem thấy vua không y án,
mà bắt phải xử tử ngay lập tức. Quan liền mời cha Tịnh đến để báo cho người biết và hỏi lần sau cùng xem cha có quá khoác không. Cha hiên ngang thưa: đội ơn quan lớn vốn có lòng thương, nhưng xác tôi hèn, xin quan lớn làm tội mặc sức, tôi bằng lòng, còn linh hồn trọng lắm, tôi không thể liều mất linh hồn cho vừa lòng Đức Hoàng đế được. Đạo Thiên Chúa là đạo thật, tôi mến, tôi giữ từ nhỏ, dù có chết cũng không bỏ được. 9 giờ sáng hôm 6 tháng 4 năm 1857, quan đến đem người đi xử. Cha Tịnh mặc áo dài thâm, như khi đi làm lễ, chân xỏ dép thản nhiên đi giã biệt các bạc tù và lính canh. Quan quân đến đem người đi xử rất đông, có tới 200 người với 2 ngựa và 1 thớt voi. Cha Tịnh vui vẻ cầm sách đi ra pháp trường Bảy Mẫu. Có đông người đến xem, cha khuyên họ ở lại bằng yên và chịu khó giữ đạo, đừng sợ chết. Tới pháp trường, cha còn lớn tiếng nói cho mọi người nghe: đạo Thiên Chúa là đạo thật, dù mà vua quan bắt bớ và cố tình phá hủy thì cũng chẳng phá được. Đạo vốn còn, mà về sau sẽ thấy người ta càng đi đạo nhiều hơn khi trước. Nay tôi phải xử vì tôi giữ đạo, chứ chẳng phải vì trộm cướp hay có tội gì khác. Lời của người thông thái can trường hiểu biết về đạo như một lời tiên tri, còn vang vọng cho tới muôn thế hệ con dân Việt Nam. Xác cha Tịnh sau khi bị chém rồi được đem về an táng tại nhà thờ làng Vĩnh Trị. Đoàn người tới Vĩnh Trị vào buổi tối, có cha Kỳ và hơn 40 người rước vào nền nhà thờ Thánh Phêrô, vì các quan đã ra lệnh rỡ nhà thờ hơn 1 tháng rồi. Cha Kỳ mở quan tài cho mọi người xem mặt lần cuối cùng, vết chém lên rất cao và cả vào hàm răng của người. Xác cha Thánh được chôn ở gian thứ 4, vì các gian trước đã chôn cố hương và cha Hưởng. Năm ấy cha Tịch được 67 tuổi. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Lời nguyện: xin Chúa bảo vệ chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban Thánh Thần Chúa ở lại với con, hầu tăng thêm sức mạnh cho con. Xin Ngài đi bước trước để dẫn lối mở đường, đi đằng sau để khuyến khích đỡ nâng, đi hai bên tả hữu để bảo vệ giữ gìn, ở bên trên để thông suốt chở che, ngự bên trong để sở hữu và hướng dẫn con, hầu đẩy lui mọi bóng đêm tội lỗi trong tâm hồn con, và thương chữa lành, tiễu trừ những căn bệnh nơi thân xác con. Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhờ lời nguyện cầu của Cha Thánh Alphonso, xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên con và ở lại với con luôn mãi. Amen. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.